À, cô xin chào các con. Như vậy các con thấy là ai trong số chúng ta chẳng có một cái tuổi thơ, một cái thời thơ ấu đã trôi qua không bao giờ trở lại, có những cái tuổi thơ thật ngọt ngào, may mắn, êm đềm, hạnh phúc, nhưng cũng có những cái tuổi thơ thật đắng cay cùng cực. Nhà văn Nguyên Hồng cũng có một cái tuổi thơ thật đắng cay khốn khổ, những kỷ niệm ấy đã được nhà văn ghi lại trong tập hồi ký những ngày thơ ấu. Chương trình ngữ văn lớp 8 này sẽ dành 2 tiết để chúng ta tìm hiểu một trong cái đoạn chuyện cảm động nhất, đó là đoạn trích trong lòng mẹ. Con mở và chúng ta học cho cô nhé. Ta ghi cho cô cái tên văn bản này. Cô nhắc các con đấy là các con tất cả lớp bật hết camera cho cô nha chưa? Cô mà phát hiện được bạn nào là cô sẽ ghi nhận và cô nói cho cô chủ nhiệm là chúng ta bị trừ điểm thi đua đấy nhá. Hôm rồi là học là có mấy lần là cô thấy là có một số bạn là không có bật camera đâu. Rồi các con ghi cho, tìm hiểu cho cô phần thứ nhất. Một là giới thiệu, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cho cô phần tác giả. Các con đấy chính là chân dung của nhà văn Nguyên Hồng. Một bạn đọc cho cô phần chú thích dấu sao nào. Mời bạn Nhật Anh đọc cho cô Nhật Anh. Dạ. Con đọc cho cô đấy con. Trang 18 con, 18, 19. Đợi em xíu nha cô. Nguyễn Hồng sinh năm 1918 đến năm 1982, tên khai sinh là Nguyễn Nguyên Hồng, quê ở thành phố Nam Định. Trước cách mạng, ông sống chủ yếu ở thành phố Cảng Hải Phòng trong một xóm lao động nghèo. Ngay từ tác phẩm đầu tay, Nguyên Hồng đã hướng ngòi bút về những người cùng khổ gần gũi mà ông yêu thương thấm thiết. Sau cách mạng, Nguyên Hồng tiếp tục bền bỉ sáng tác. Ông viết cả tiểu thuyết, ký, thơ, nổi bật hơn cả là các bộ tiểu thuyết sử thi nhiều tập. Nguyên Hồng được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996. Tác phẩm chính Bị Vỏ tiểu thuyết 1938, Những ngày thơ ấu hồi ký 1938, Trời xanh tập thơ 1960, Cửa biển bộ tiểu thuyết gồm 4 tập, Sóng ngầm 1961, Cơn bão đã đến 1967, Thời kỳ đen tối 1973, Khi đứa con ra đời 1976, Núi rừng yên thế bộ tiểu thuyết lịch sử gồm nhiều tập, Đang viết dở, Bước đường viết văn hồi ký 1970, vân vân. Những ngày thơ ấu là tập hồi ký kể về tuổi thơ cay đắng của tác giả. Tác phẩm gồm 9 chương, đăng báo năm 1938, in thành sách lần đầu năm 1940, đoạn trích trong lòng mẹ là chương 4 của tác phẩm. Rồi, cảm ơn con. Bạn đọc rất là to rõ ràng, đúng không nào? Qua cái phần là bạn vừa đọc trong phần chú thích dấu sao, em nào có thể cho cô biết đôi nét về tác giả nào? Bảo Châu nào cho cô biết là con. Bảo Châu ơi, cho cô biết đi con. Dạ thưa cô, tác giả là Nguyên Hồng, sinh năm 1918, mất năm 1982, tên khai sinh là Nguyễn Nguyên Hồng, quê ở thành phố Nam Định. Rồi, cảm ơn con trả lời rất là chính xác. Chúng ta cập nhật phần này vào trong vở dùm cô nhé. Các con nhớ cho cô là bật camera cho cô nhớ chưa? Ngồi nghiêm túc rồi nghe, lắng nghe. Bạn tí nó kêu có bạn đọc là lắng tai nghe thì chúng ta trả lời cô nhé, nghe chưa? Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang phần hai nhỏ tác phẩm. Em hãy cho cô biết một vị trí của đoạn trích này cho cô nào. Nghe đây. Vị trí của đoạn trích này cho cô hay đây các mời bạn là Minh Bảo trả lời cô, bạn Minh Bảo. Dạ thưa Minh Bảo cô, ơi. dạ cô, Vị trí đoạn trích này, cái chuyện này trả lời cô nào con. dạ thưa cô, đoạn trích của trong lòng mẹ là chương 4 của tác phẩm. Con phải nói cô là mà rồi con trả lời còn thiếu, bây giờ cô mời bạn là Thương nó rồi trả lời cô nó, bạn Thương bổ sung thêm cho bạn nào con. Thương Dạ ơi. thưa, những ngày thơ ấu là tuổi thơ cay đắng của tác giả. Đoạn trích Rồi. trong Rồi mà bài mic của bạn trục chặt đúng nào, bây giờ cô mời bạn khác nhá.
nói rõ cho cô đi ha. Chúng ta đưa tay phát biểu cho cô cho lớp sôi nổi. Đinh Mạnh Cường đâu? À bạn nào, xin lỗi bạn Hoàng Doanh. Hoàng Doanh là cho cô biết cái vị trí của đoạn trích trong lòng mẹ cho cô nào. Hoàng Doanh đâu rồi? Doanh ơi. Ờ con. Rồi, trả lời cô đi con. Tác phẩm gồm 9 chương đăng báo năm 1900. Con ơi cho con biết cái vị trí của cái đoạn trích này. Những ngày thơ ấu là tập hồi ký ở đâu, phần cuối đấy con. Hôm nay bạn có nói cô đấy. Đoạn trích trong lần này là chương 4 của tác phẩm. Ừ, rồi đây là những ngày thơ ấu là tập hồi ký kể về cái tuổi thơ cay đắng của tác giả. Và tác phẩm này gồm 9 chương và báo nào đăng báo năm 1938, in thành sách lần đầu 1940. Và đoạn trích trong lòng mẹ là chương 4 của tác phẩm nha các con nha. Đấy, và các con như đó, cái này là cô chỉ nói một số nhất chính thôi. Và các con thấy là ở đây có rất nhiều tác phẩm như Bỉ Vỏ tiểu thuyết 1938 này, những ngày thơ ấu hồi ký này, đúng không? Rồi Sóng Ngầm này, không nào, rất nhiều những cái tác phẩm hay đó nào. Thì chúng ta thấy là thời gian nó có hạn cho nên là cô cũng yêu cầu các con là như cô cái vị trí luận trích này. Và các con thấy là cái nội dung của cái tác phẩm này viết về những cái kỷ niệm đau khổ thời thơ ấu của Nguyên Hồng, đúng không nào? Và các em thấy đây là cái giá trị tiêu biểu cho phong cách của Nguyên Hồng. Các con cập nhật cái phần này trong vở giùm cô ha. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang phần 1. À, hai la mã phần 1 này, đọc này. Khi đọc cái văn bản này á, thì các con đọc chậm rãi, tình cảm, chú ý các từ ngữ, hình ảnh thể hiện cái cảm xúc thay đổi của nhân vật tôi. Các từ ngữ hình ảnh lời nói ngọt ngào giả dối rất kịch và cô cần đọc được đọc kéo dài và lộ rõ sắc thái châm biếm cay nghiệt nghe chưa các con đó nào. Bây giờ cô mời một bạn đọc cho cô và tất cả các bạn cô nhắc lại lần nữa chúng ta bật camera cho cô nhá và chúng ta chú ý nghe lắng tai bạn nghe để bạn đọc để chúng ta tí cô hỏi các con trả lời nhé chưa nào. Rồi cô mời bạn lớp trưởng đọc cho cô nào. À lúc nãy bạn lớp trưởng rồi, bạn lớp phó học tập đọc cho cô đi, bạn lớp phó học tập. Dạ cô. Con đọc cùng cô đi con. Nãy bạn lớp đọc. Trưởng là cái mic à, sao ấy? Đọc từ đoạn của chú bé hả cô? Đúng rồi, đọc từ chữ nhỏ đi con. Dạ. Trong lòng mẹ, trích những ngày thơ ấu. Chú bé Hồng ra đời là kết quả của cuộc hôn nhân miễn cưỡng không tình yêu. Chú lớn lên trong khí giả dối lạnh lẽo của một gia đình không hạnh phúc, người bố sống lặng lẽ u uất với những bàn hiền thuốc viện, người mẹ trẻ trung có trái tim khao khát yêu đương song đành chôn tuổi thanh xuân bên người chồng nghiện ngập, gia đình ngày càng sa sút rồi cuối cùng sụp đổ hẳn, bố chết, người mẹ vì cùng túng quá phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực, để lại đứa trẻ sống bơ vơ giữa sự nghĩa lạnh cay nghiệt của họ hàng. Tôi đã bỏ cái khăn tang bằng vải màn ở trên đầu đi rồi, không phải đoạn tang thầy tôi, là vì tôi mới mua được cái mũ trắng và cuốn băng đen. Gần đến ngày giỗ đầu thầy tôi, mẹ tôi ở Thanh Hóa vẫn chưa về, trong đó nghe đâu mẹ tôi đi bán bóng đèn và những phiên chợ chính, còn bán cả vàng hương nữa. Tôi nghe đâu vì tôi thấy người ta bán tin rằng mẹ và em tôi xoay ra sống bằng cách đó. Một hôm, cô tôi gọi tôi đến bên cười hỏi Hồng, con bật mày camera cho cô nha. Hồng, mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mẹ mày không? Tưởng đến vẻ mặt rầu rầu và sự hiền từ của mẹ tôi, nghĩ đến cảnh thiếu thốn một tình yêu thương ủ ấp từng phen làm tôi rơi nước mắt. Tiếp Phụng đâu, thấy rồi đấy nhờ, Phụng đâu? Tiếp Phụng đâu rồi, không thấy đây trên màn hình thế nào. Rồi, ngồi thẳng lên con, rồi đọc tiếp đi con. Thầy Toàn trả lời có, nhưng nhận ra những ý nghĩa cay độc trong giọng nói và trên nét mặt khi cười rất kịch của cô tôi kia. Tôi cúi đầu không đáp. Long đâu, không thấy đâu rồi. Thì tôi biết rõ. Đâu là Long, ngồi thẳng lên con. Tiếp đi con. Thì tôi biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô tôi chỉ có ý gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghi để tôi khinh miệt và đùa rẫy mẹ tôi. Một người đàn bà đã bị cái tội là quá chồng, nợ nần, cùng túng quá, phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực. Nhưng đời nào,
tình thương yêu và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những lớp tâm tanh bẩn xâm phạm đến. Mặc dầu non một năm rồng, mẹ tôi không gửi cho tôi lấy một lá thư nhắn người thăm tôi, lấy một lời và gửi cho tôi lấy một đồng quà. Tôi cũng cười đáp lại cô tôi, không, cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về. Cô tôi luôn giọng vẫn ngọt, sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu. Rồi hai con mắt long lanh của cô tôi chậm chạp đưa nhìn tôi. Tôi lặng im cúi đầu xuống đất, làm tôi kẻ thắt lại, khóe mắt tôi đã cay cay. Cô tôi liền vỗ vai tôi cười mà nói rằng, mày dại quá, cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào mà bắt mợ mày may vá sắm sữa cho và thăm em bé chứ. Nước mắt tôi ròng ròng rớt xuống hai bên mép, rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và cổ. Hai tiếng em bé mà cô tôi nâng dài ra thật ngọt, thật rõ, quả nhiên đã xoắn chặt lấy tâm can tôi như ý cô tôi muốn. Nhưng không phải vì thấy mợ tôi chưa đoạn tan thời tôi mà đã chữa đẻ với người khác, mà tôi có những cảm giác đau đớn ấy. Chỉ vì tôi thương mẹ tôi và căm tức, sao mẹ tôi lại vì sợ hãi những thành kiến tàn ác. Tàn ác mà xa lìa anh em tôi, để sinh nở một cách giấu giếm. Tôi cười dài trong tiếng khóc, hỏi cô tôi, sao cô biết mợ con có con? Cô tôi vẫn cứ tươi cười, kể cách chuyện cho tôi nghe. Có một bà họ nội xa vào trong ấy, cân gạo về bán. Bà ta một hôm đi qua chợ, thấy mẹ tôi ngồi cho con bú ở bên rổ bóng đèn. Mẹ tôi ăn vận đất rưới, mặt mày xanh bủng, người rầy rạc đi. Thế mà bà ta thương tình toan gọi hỏi xem sao thì mẹ tôi vội quay đi, lấy nón che. Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc, không ra tiếng. Đá những cổ tục đã đầy đọa, mẹ tôi là một nhân vật, là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẫu gỗ. Tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà kiếm, mà nghiến cho kỳ nát vụn mới thôi. Rồi, cảm ơn con. Bây giờ cô mời bạn đọc tiếp cho cô nào. Văn bản này dài, bây giờ cô mời bạn nào. Cô mời bạn Trâm Anh đọc tiếp cho cô nào con. Cô tôi bỗng đổi giọng, lại vỗ vai, nhìn vào mặt tôi nghiêm nghị. Vậy mà hỏi cô thông, tên người đàn bà họ nội xa kia, chỗ ở của mợ mày, rồi đánh dấu cho mợ mày, bảo dù sao cũng phải về. Trước sau cũng một lần xấu, chả nhẹ bán xới mãi được sao. Tỏ sự ngậm ngùi thương xót thầy tôi, cô tôi chập chừng nói tiếp. Mấy lại rằm tháng 8 này là giữa đầu cậu mày, mợ mày về dù sao cũng đỡ tuổi cho cậu mày. Và mày cũng còn phải có họ, có hàng, người ta hỏi đến chứ. Rồi, cảm ơn con nhé. Bây giờ cô mời bạn Hoài Thương. Hoài Thương đọc tiếp cho cô là tại máy mic của bạn nó rè quá. Rồi, Hoài Thương đọc tiếp cho cô con ơi. Hoài Thương có nghe cô nói không? Nhưng đến ngày giỗ đầu thầy tôi, không biết thư gọi, tôi cũng về. Mẹ tôi về một mình, đem rất nhiều quà tôi và em quế tôi. Chiều hôm đó tan buổi học trường ra, tôi chợt thoáng thấy một bóng trên xe kéo giống mẹ tôi. Tôi liền đuổi theo gọi bối rối, mợ ơi, mợ ơi, mợ ơi. Nếu người quay lại ấy là người khác thì thật là một trò cười tức bụng cho lũ bạn tôi. Chúng nó cu quốc inh ỏi và nô đùa, và cái lần đó không những làm tôi thẹn mà còn tủi cực nữa. Khác gì cái ảo ảnh của một dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước con mắt gần rạn nứt của người bộ hành ngã gục giữa sa mạc. Xe chạy chậm chậm, tôi cầm nón vẫy tôi, vài giây sau tôi đuổi kịp. Tôi thở hồng hộc, chán đẫm môi, và khi trèo lên xe, tôi ríu cả chân lại. Mẹ tôi vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi, thì tôi hòa lên khóc rồi cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng sụt sùi theo, con nín đi, mợ đã về với các con rồi mà. Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rồi bắt tôi lên xe. Đến bấy giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còn cõi xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng, có đôi mắt trong và nước da mịn làm nổi bật màu hồng của hai gò má.
hay tại sự sung sướng vẫn được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc. Tôi ngồi trên đệm xe, người áp đùi mẹ tôi, đầu ngã vào cánh tay mẹ tôi. Tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi, bỗng lại mơn man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn, nhai chầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường. Phải bé lại vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ để tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm và gãi rôm ở sống lưng cho, mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng. Từ ngã tư đầu trường học đến về đến nhà, tôi không còn nhớ mẹ tôi đã hỏi tôi và tôi đã trả lời mẹ những tôi những câu gì. Trong phút đó, được cái câu nói của cô tôi lại nhắc lại: mày dại quá, vào Thanh Hóa đi, tao chạy cho tiền tàu, vào bắt mợ mày may vá sắm sửa cho và bế em bé chứ. Nhưng bên tai ù ù của tôi, câu nói ấy bị chìm ngay đi, tôi không phải may nghĩ ngợi gì nữa. Nguyên Hồng, Những Ngày Thơ Ấu, Nhà Xuất Bản Đời Nay, Hà Nội, 1940. Cô cảm ơn con. Bạn đọc rất là to rõ ràng đúng không nào? Bây giờ các em chú ý cô phần thú thích và cô hỏi các con này. Cho cô biết rất kịch ở đây nghĩa là gì con? Chắc ta giơ tay cho lớp sôi nổi cho các con nhá. Rất kịch ở đây là gì nào? Mời bạn Khánh Duyên nào. Dạ thưa cô, rất kịch là giống như đóng kịch. Ở đây có nghĩa là rất giả dối. Đúng rồi. Ruồng rẫy là gì nào? Minh Bảo nào? Dạ thưa cô. Dạ cô, ruồng rẫy là hấp hủi, ghép bỏ, không nhìn gì để. Đúng rồi. Tha hương cầu thực là gì nào? Tha hương cầu thực là gì? Bạn Trâm Anh? Trâm Anh đâu rồi con? Thưa cô, tha hương cầu thực là đi xa không kiếm. Rồi. Cho cô biết là từ bán sớ là gì nào con? Rồi bạn là Hoàng Doanh nào? Con giơ tay nhá. Rồi bật hết camera cho cô nhớ chưa? Bán sới là gì nào Hoàng Danh? Dạ thưa cô, bỏ quê hương xứ sở mà đi. Đúng rồi. Đấy. Bây giờ cô hỏi con là cái văn bản này thuộc thể loại gì con biết không nào? Bảo Châu nào. Bảo Châu ơi, cho cô biết văn bản này thuộc thể loại gì con? Dạ cô. Văn bản này thuộc thể loại gì con biết không nào? Rồi, con xin lỗi con, các con nhá, tí xíu chỗ này đã. Rồi, bây giờ cho cô biết là văn bản thuộc thể loại gì nữa con? Dạ thuộc thể loại hồi ký ạ. Đúng rồi, là thuộc thể loại hồi ký đó. Vậy thì em nào có thể cho cô biết thế nào là hồi ký nào? Thế nào là hồi ký nào các con nào? Minh Đạt đâu rồi, giúp cô nào. Minh Đạt ơi, hồi ký là gì con? Minh Đạt nghe cô hỏi chưa? Các con cứ trả lời cô đi, sai cô sửa cho nhá, không có gì phải ngại nhá chưa? Cô thấy các con chẳng giơ tay gì cả, giơ tay cho lớp nó sôi nổi như nào? Minh Đạt có trả lời cô được không Minh Đạt ơi? Em hả cô? Cô gọi thì con nghe đấy, cô trả lời cô đi con. Cô hỏi lại cô, cô hỏi lại đúng không cô? Cho cô biết hồi ký là gì nào? Dạ thưa cô là... Là gì con? Không biết rồi. Vậy thôi thì bạn nào giúp bạn Đạt cho trả lời cô câu hỏi này nào con? Bạn Thương đâu rồi? Thương cho cô biết bạn là đây này. Bạn Thương đâu rồi, trả lời cô cho cô biết hồi ký là gì con? Dạ thưa cô. Hồi ký là gì? Mic là sao rồi, bây giờ cô mời bạn khác giúp bạn Thư đó rồi, trả lời cô nào con. Mic bạn Thư có, bạn Thương là trục chặt rồi. Thưa cô, hồi ký là sáng tác thuộc nhóm thể loại ký trần thuật về các từ ngôi tác giả, kể về những sự kiện có thực xảy ra trong cuộc đời của tác giả. Thầy có nói là chính xác hơn cái này, cô bổ sung con này. Hồi ký, hồi có nghĩa là nhớ lại cái đã cũ, đã gì đây, đã qua, ký là ghi chép, viết,
Hồi ký có nghĩa là gì? Là thẻ văn à, ghi ở đó những cái người ghi ở đó này, người viết kể lại những cái điều chính mình đã gì đã trải qua và đã chứng kiến. Hồi ký còn gọi là tự truyện, nhân vật chính tự kể chuyện và trực tiếp bộc lộ cảm nghĩ của mình, các con nhớ chưa? Đấy. Vậy thì cho cô biết phương thức biểu đạt của văn bản là gì các con? Nào, phương thức biểu đạt của văn bản là gì nào? Giá Hân nào? Giá Hân ơi. Dạ con. Giá Hân. Ừ, phương thức biểu đạt gì con là gì con? Em quên vỗ tay xuống. À, quên vỗ tay xuống. Như vậy các em, đấy là phương thức biểu đạt, đó là tự sự kết hợp với miêu tả biểu cảm nhá. Vậy các con cho cô biết cái văn bản này chia làm mấy phần và nêu nội dung từng phần cho cô nào. Tay đâu nào, đâu chẳng thấy giơ tay gì nhờ. Văn bản chia làm mấy phần đấy các con? À, như vậy các con thấy là chia hai phần nhá. Phần một là từ đầu đến người ta hỏi đến này. Đó không nào, thì nội dung của phần này nó là cuộc đối thoại giữa người cô và chú Bé Hồng này. Và phần hai là phần còn lại, thì nội dung phần hai là cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Bé Hồng và mẹ chưa? Đấy. Bây giờ các con chuyển sang phần phần hai nhỏ là phân tích, và chúng ta sẽ đi tìm hiểu A là hoàn cảnh của cậu Bé Hồng nhá. Rồi, bây giờ chúng ta chú ý nghe câu hỏi để chúng ta trả lời cô ha. Em hãy tìm cho cô các chi tiết thể hiện là cái cảnh ngộ đáng thương của Bé Hồng cho cô nào. Tìm chi tiết thể hiện cái cảnh ngộ đáng thương của Bé Hồng cho cô. Các em chú ý ở phần đầu văn bản là các con suy nghĩ để trả lời cô nào. Tất cả là chú ý nhá, bật camera cho cô nhá chưa. Đâu rồi nào. Chưa thấy cánh tay nào giơ lên nhỉ? Cô mời bạn Khánh Duyên, bạn Hoài Thương trả lời cô con. Dạ thưa cô, là chú lớn lên trong, chú Hồng ra đời là kết quả của cuộc hôn nhân miễn cưỡng không tình yêu. Lớn lên trong không khí giả dối, lạnh lẽo của một gia đình không hạnh phúc. Đúng rồi. Cô sống lạnh lẽ. Với bàn đèn thuốc. Người mẹ trẻ trung có trái tim khao khát, yêu thương xong đành chôn cuộc hôn nhân, người chồng nghiện ngập. Đúng gia rồi, đình này không bỏ hẳn. Muốn chết, cũng quá, phải bỏ lại, phải bỏ con cái đi theo hương cầu thực. Đúng rồi, trả lời rất là chính xác đó. Đó nào, như vậy các con thấy là Hồng ra đời là kết quả của cuộc hôn nhân miễn cưỡng không có tình yêu, đúng không nào? Đấy, lớn lên là trong một cái gia đình không có hạnh phúc, người bố sống lặng lẽ u uất là rồi gì đây, rồi qua đời trong cái cơn nghiện ngập, đúng không nào? Đấy, người mẹ thì trẻ trung có trái tim nhân hậu, khao khát yêu thương xong đành phải chôn vùi cái tuổi thanh xuân của mình bên là gì đây, bên người chồng nghiện ngập, và gia đình ngày càng xa sút, bố thì mất rồi, mẹ thì tha phương cầu thực, Hồng sống bơ vơ trước sự ghẻ lạnh của bà cô ruột, đúng không nào? Đấy, để qua đó thì những chi tiết trên thì em có thể chi tiết này em có suy nghĩ gì về cái hoàn cảnh của Bé Hồng không? Qua những chi tiết trên này thì em có suy nghĩ gì về hoàn cảnh của Bé Hồng không nào? Rồi bạn bạn Bảo Châu trả lời cô con. Bảo Châu đâu? Dạ cô. Ừ, qua những chi tiết chúng ta vừa tìm hiểu này thì em có suy nghĩ về hoàn cảnh của Bé Hồng không con? Kiểu hoàn cảnh của Bé Hồng mà con. Ừ, qua những chi tiết trên này này nào, bạn Thương vừa trả lời và cô cũng vừa nói xong đấy, con có thể nhận, con thấy là Bé Hồng em có suy nghĩ về cái hoàn cảnh của Bé Hồng không con? Dạ em, Bé Hồng là một nhân vật rất là tội nghiệp, sống bơ vơ và bị họ hàng kẻ lạnh. Rồi đúng rồi đấy nhá, như vậy thì qua đó thì chúng ta có thể thấy được Bé Hồng là một nhân vật rất là đáng gì đây, rất là đáng thương, đúng không nào? Đấy, như vậy các em thấy là Hồng ra đời trong gì đấy các em, Hồng ra đời là cái kết quả hôn nhân của cuộc hôn nhân miễn cưỡng không có tình yêu, có nghĩa là các con biết trong cái xã hội phong kiến ngày xưa nữa, phong kiến ngày xưa thì các con thấy làm sao đây, thường là người ta thường nói là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy, ông bà nội của Bé Hồng và cũng ông bà ngoại của Bé Hồng là hai người là nhiều là thân thiết với nhau, có khi là thôi để gả con cho nhau, nhưng mà bố Bé Hồng và mẹ Bé Hồng có khi là không yêu nhau, đúng không nào? Đấy, và hai người về ở với nhau thì các con thấy làm sao đây, không có hạnh phúc, đúng không nào? Người bố thì thường xuyên nghiện ngập, đúng không nào?
bên thuốc phiện đấy, viện thuốc phiện, cuối cùng thì các em thấy là gia đình cùng túng nghèo khổ, phải không nào? Mẹ bé Hồng thì vậy, thì các em thấy chôn vùi cái tuổi thanh xuân của mình, đúng không nào? Và con thấy là nhà càng ngày càng khó khăn như vậy, cho nên là bố thì bé Hồng mất mẹ thì đi tha hương cầu thực, đúng không nào? Và bé Hồng thì lại sống với bà cô, không? Cô đấy, con thấy rất hoàn cảnh rất là đáng thương, đúng không? Đó. Bây giờ các con sẽ tìm hiểu sang cái phần B là cuộc đối thoại giữa người cô và bé Hồng nhé. Bây giờ các con cho cô biết bé Hồng với bà cô có quan hệ như thế nào nào? Cho cô biết nào, bà cô với Hồng có quan hệ như thế nào các con? À, cô mời bạn Thương nào. Để thưa cô, bà cô với bé Hồng có quan hệ là họ hàng à? À, họ hàng, bà cô là cô ruột của bé Hồng đúng không? Theo em ai là người chủ động trong trong cái cuộc đối thoại này, có con biết không nào? Ai là người? Dạ, thưa cô. Rồi, dạ thưa cô, người nào con? Dạ thưa cô, là theo bà em, cô ạ. À, bà cô là người chủ động là tạo ra cái cuộc đối thoại đúng không nào? Vậy thì rồi bây giờ đúng rồi đấy con. Người cô mà là chủ động trong cái cuộc đối thoại này. Rồi bây giờ các con cho cô biết tiếp này. Thì bà cô đã chủ động tạo ra cái cuộc gặp gỡ đối thoại này nhằm mục đích gì nào? Nào. Bà cô đã tạo ra cái cuộc đối thoại này nhằm mục đích gì? Con biết không? Rồi bây giờ cô mời bạn khác nhá. Bạn Minh Bảo đó ra trả lời cô nào con. Minh Bảo ơi. Dạ cô. Bà cô đã chủ động tạo ra cái cuộc gặp gỡ đối thoại này nhằm mục đích gì, con có biết không nào? Thì thưa cô, là nhân vật bà cô gây ấn tượng mạnh cho người đọc bởi giả tâm và lời nói cay nghiệt, độc ác của bảo thủ trước những lời lối tàn nhẫn của xã hội cũ. À rồi, bây giờ con nói cái đó hơi sớm nhá. Bây giờ các con thấy chú ý cô này, bạn trả lời này này, các con này chú ý phần này cô này con nhá, đây bạn này này, Bảo này. Thì các em thấy là cái bà cô đã chủ động tạo ra cái cuộc gặp gỡ đối thoại này nhằm mục đích gì, đó là gì? Mục đích riêng của mình đó là gì? Dò xét cái tình cảm của bé Hồng dành cho mẹ và để gì đấy các em? Gieo rắc vào đầu bé Hồng những hoài nghi để bé Hồng gì? À, để bé Hồng khinh miệt ruồng rẫy mẹ của mình, đúng không nào? Đấy. Vậy thì bà cô đã hỏi bé Hồng như thế nào đấy các con? Bà cô đã hỏi bé Hồng như thế nào nào? Các em quan sát ở văn bản là tìm cho cô chi tiết trả lời cô nào. Chỉ có bài thương, bạn Hoài Thương thôi đó nào, còn những bạn khác đâu? Trả lời cô đó con. Rồi cô mời bạn khác nhá. Bạn Hoàng Doanh trả lời cô nào con. Bà cô đã hỏi bé Hồng như thế nào nào, có quan sát là văn bản để trả lời cô con. Mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mẹ mày không? À rồi. Rồi, bà cười rất kịch và nói mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mẹ mày không? Đúng không nào? Đúng không con? Vậy thì lúc này thì em thấy là thái độ bé Hồng, chú bé Hồng ra sao đây con? Thái độ chú bé Hồng ra sao nào? Bà cô thì bà hỏi là bà cười rất kịch và bà hỏi là mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mẹ mày không? Thì thái độ bé Hồng lúc này thế nào các con? Bạn Khánh Duyên trả lời cô là Khánh Duyên. Khánh Duyên ơi, cô thái độ của bé Hồng là lúc này thái độ bé Hồng thế nào, ra sao con? Buồn rầu 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 với lại là rơi nước mắt. À rồi, có bạn nào ý kiến khác không, con suy nghĩ tiếp cho cô nhá. Rồi cô mời bạn khác nào. Mời bạn Gia Hân nào. Gia Hân ơi, trả lời cô đi. Khi bà cô bà hỏi vậy thái độ với Hồng là sao con? Hân đâu rồi, trả lời cô nào con? Em đây cô. Ừ. Đâu rồi? Đợi em một tí. Ừ. Sao vậy con, không có sách hay sao mà cứ lúc nào cũng gọi cũng phải đợi vậy con? Ừ? Nãy giờ hay là đi đâu rồi vậy hả? Đâu rồi nào con?
Rồi bây giờ nhớ cô trả lời thay cho bạn nhé. À, chúng ta về nhà chúng ta chuẩn bị chưa có kỹ đâu. Như vậy các con thấy là Toan trả lời có nhưng nhận ra ý nghĩ cay độc trong giọng nói và nét cười gì đây, nét mặt khi cười rất kịch của bà cô, đúng không nào? Đấy. Cười đáp không cháu không vào muốn vào, đúng không nào? Thì các con chú ý cô là ở phần này á. Là chúng ta lưu ý cho cô phần này ha. Này. Toan trả lời có nhưng nhận ra ý nghĩ cay độc trong gì? Cay độc giả dối của bà cô, cười đáp không, đúng không nào? Đó. Cô bé Hồng đã hỏi tiếp như thế nào á con? Cô bé Hồng tiếp tục lại hỏi tiếp như thế nào nào? Hả? Đâu rồi? Các bạn trả lời cô nào? À hết rồi, hết giờ phải không? Là xin lỗi các con nhá. Như vậy các con về nhà con chuẩn bị tiếp cho cô cái phần B là cuộc đối thoại giữa người cô và bé Hồng nhá. Hôm sau chúng ta sẽ học tiếp tiết 2 chứ chưa nhá. Hôm nay là cô nhận xét trên lớp A là chưa có nhiều bạn là chưa giơ tay, chưa chuẩn bị bài nhá. Các con cố gắng học hành chuẩn bị cho tốt cho cô ha. Chuẩn bị cái tiết này cho cô và chuẩn bị cho cô cái bài tôi đi học nhá các con nhá. Rồi đến giờ kết thúc rồi, cô xin chào các con. Chào cô. Chào con nhá. Chào cô. Chào cô. Chào con. Hết giờ không nói cô.